Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Vũ Thư Thái Bình, đang đến nhà chú Phương. Mình đến để tư vấn và thiết kế cho chú xây dựng một căn nhà, một nhà vườn mái Nhật 2 tầng. Xin giới thiệu với các bạn nhà chú Phương chủ nhà. Khi mình đi thiết kế nhà cửa thì các kiến trúc sư trẻ của mình sẽ làm việc tất cả về những cái vấn đề về thiết kế. Nhưng mình thì gặp chú và nói với chú những cái, chia sẻ với chú những cái điểm lưu ý khi xây dựng nhà mới. Nhất là những cái bạn mà xây nhà cho bố mẹ thì các bạn cần lưu ý những cái điểm này. Các bạn về xây nhà cho bố mẹ bằng tất cả những cái tâm huyết và cũng mong muốn là bố mẹ có một cái không gian mới được khang trang hơn để bố mẹ dưỡng già, hưởng thụ cái tuổi già. Ai chúng ta cũng mong muốn là bố mẹ mình được sống lâu hơn một vài chục năm trong cái ngôi nhà mới, đúng không ạ? Đó là tất cả những cái mong muốn của các bạn. Mình có một vài cái lưu ý đặc biệt quan trọng này. Khi bạn thiết kế nhà mới thì cái an toàn, sức khỏe, an toàn cho bố mẹ cực kỳ quan trọng. Bởi vì mình thay đổi không gian, thay đổi cái môi trường sống của bố mẹ. Bây giờ khi đập bỏ toàn bộ nhà cũ đi, xây nhà mới thì các bạn chắc chắn phải thiết kế cái không gian để bố mẹ ở tạm trong cái lúc mà 3-4 tháng xây dựng ngôi nhà mới của mình. Nó cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Để làm sao bố mẹ an toàn, khỏe mạnh đến khi chúng ta xây xong. Và đặc biệt cũng lưu ý với chú và các bác lớn tuổi, trong quá trình xây dựng là không nên đi vào những cái công trình đang xây dựng. Thứ nhất là đinh que, thứ hai là va vấp. Nó sẽ xảy ra những cái trường hợp rất là đáng tiếc. Mình chia sẻ những cái điều này, mong các bạn chuẩn bị xây nhà cho bố mẹ và các bác lớn tuổi, và các bác đặc biệt chú ý những cái nơi mà đang xây dựng, đang là công trường bề bộ. Các bạn lưu ý những cái chia sẻ này. Và giờ mình mời các bạn tham quan thực tế cái không gian rất là đẹp của chú Phương tại Thái Bình. Hôm nay thì các bạn kiến trúc sư trẻ đang chia sẻ phía ngoài, mời tham quan. Đó. Các bạn đang làm việc trực tiếp với bạn chủ trẻ là con của chú Phương. Nhưng thôi kệ các bạn ấy đi, thiết kế nhà thì của kiến trúc sư. Nhưng mà mình cứ chia sẻ với các bạn những cái không gian sống đẹp. Đây là một cái không gian sống rất là đẹp luôn. Phía bên cạnh thì bác đã xây một cái khu từ đường của Chi nhà mình. Và cái hướng nhà của bác đang là hướng Đông Nam. Đó. Cái không gian sống rất là đẹp luôn. Và trước khi xây, mình cũng chia sẻ với bác là cần chuẩn bị những cái không gian mà trong quá trình thi công xây dựng. Thì bác cũng đã làm ra một cái khu cách xa cái khu vực xây dựng ra. Và sau, chính cái khu vực này là sẽ lợp mái tôn lên và che kín vòng quanh để các bác ở như một cái nhà. Đó. Bố mẹ mình trong 3-4 tháng xây dựng mưa lắng là rất nguy hại đến sức khỏe các bạn nhé. Cái điều này các bạn cực kỳ lưu ý cho mình. Đó. Vì tất cả chúng ta khi xây nhà cho bố mẹ là đều mong bố mẹ mình khỏe mạnh và hưởng thụ những cái ngôi nhà của mình sau khi xây dựng. Vừa chia sẻ, vừa mời các bạn tham quan những cái phong cảnh rất là đẹp và yên bình ở một cái vùng quê Thái Bình. Đó, vừa rồi thì kiến trúc sư cũng dùng flycam rồi dùng thước phong thủy đo, tính toán và tư vấn hết rồi. Mình thì cứ đến để chia sẻ thêm những cái điểm lưu ý. Đó. Và phía bên này là cái không gian thờ của Chi này. Thì mình cũng chia sẻ những cái không gian thờ để làm sao mà khi bác thờ cúng nó phù hợp với không gian nhà ở mới và nó cũng phù hợp với cái không gian thờ chung của dòng tộc họ hàng. Đó.
Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu bạn chuẩn bị xây nhà, bạn cần chia sẻ hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Bạn cần được tư vấn thiết kế cũng gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp tư vấn và chia sẻ với các bạn miễn phí, chân thành, cởi mở. Chỉ mong các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của bạn cho gia đình và người thân. Và tiếp theo, tiện thể mời các bạn tham quan cái không gian mà thờ của dòng họ thì bác đã xây riêng ở phía ngoài. Và cái đất này thì bác cũng chia sẻ là bác ấy hiến cho dòng họ. Bác rất lớn tuổi và cũng công tác trong ngành vũ trang nhưng cũng rất tâm huyết với gia đình và dòng họ. Bác cho con tham quan cái không gian phía trong một chút được không ạ? Khi xây dựng cái không gian thờ, nếu những bạn có điều kiện có thể làm bằng cái khung nhà gỗ ba gian. Nhưng ở đây thì bác làm bằng cái chất liệu là xi măng. Nhưng mà mô phỏng lại cái mô hình ngôi nhà ba gian để làm cái không gian thờ tự. Làm như vậy thì nó rất là trang nghiêm ấm cúng và nó cũng không quá tốn kém trong xây dựng các bạn nhé. Cái không gian thờ này thì bác xây lâu rồi nên là những cái cột này thì sơn màu lâu, nhưng bây giờ các bạn sơn vân gỗ thì nó sẽ đẹp hơn. Sơn vân gỗ phủ bóng nó sẽ đẹp như gỗ thật luôn và nó lại không tốn kém và nó rất bền chắc các bạn nhé. Nếu gỗ mình còn lo bảo quản mối mọt, nhưng mà bằng cái chất bê tông này thì nó sẽ cực kỳ là bền và tiết kiệm xây dựng. Vâng, chú bật điện giúp con này. Đó, tất cả là bằng bê tông thôi các bạn nhé. Nhưng phải thừa nhận là thợ Thái Bình cũng rất là khéo tay các bạn này. Đó, khi mà xây cái không gian nhà thờ họ chung mà xây bằng cái chất liệu bê tông cốt thép xong làm như gỗ như này là nó rất là tiết kiệm luôn. Và cái không gian thờ cúng của mình nó trang nghiêm ấm cúng. Khi mà các bạn xây dựng nhà cửa, xây dựng những cái không gian thờ cúng nó trang nghiêm ấm cúng thì tự nhiên nó sẽ mang đến cho bạn những cái điều may mắn cho con cháu sau này rất nhiều các bạn nhé. Và đặc biệt nó cũng chính là một cái lời dạy không cần nói nên lời. Các bạn cứ xây dựng những cái khu thờ cúng trang nghiêm ấm cúng, tự nhiên nó sẽ có phúc lộc, nó sẽ làm ấm cúng cho cái may mắn cho các con của mình công tác xa các bạn.